Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, mới đây, chính quyền Trung Quốc đã dùng thuốc nổ phá hủy các tòa nhà cao tới 117 mét trong tích tắc tại các lưu vực gần sông Dương Tử vừa qua, nhằm ngăn chặn nước lũ tấn công. Cụ thể, vào chiều ngày 28 tháng 7, quân đội Trung Quốc đã cho nổ tung các tòa nhà cao tầng đang ngăn cản các dòng chảy của lũ sau đợt mưa bão mới vừa đổ bộ. Trong bối cảnh mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra trong mấy ngày qua, chính quyền ông Tập Cận Bình ra lệnh cho các quan chức và quân đội của Trung Quốc nổ tung các tòa nhà cao tầng đang ngăn cản dòng chảy ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, sau khi 1.300 người đã thiệt mạng sau vụ phá đập Yametan ở Hà Nam. Hiện con số tử vong đang tăng cao, Tập Cận Bình cho nổ hàng loạt các tòa nhà, các đập và kè đê xả nước là phương án cuối cùng được Trung Quốc sử dụng để kiểm soát dòng nước lũ, bao gồm việc đổi hướng dòng nước và giảm tải sức ép cho hồ chứa. Theo tờ báo Hoàn Cầu, chiến khu Trung ương đã phụ trách địa bàn tỉnh Hà Nam của Trung Quốc cũng đã huy động binh sĩ đến tham gia ứng cứu lũ lụt và xử lý vấn đề liên quan đến một con đập có thể vỡ bất kỳ lúc nào. Vào tối ngày 23 tháng 6, một con đập thành phố Lạc Dương cũng đã xuất hiện vết nứt dài 20 cm ở thân đập. Một lữ đoàn công binh chuyên tham gia kiểm soát lũ lụt và ứng phó khẩn cấp cũng đã được huy động đem theo thuốc nổ cho nổ đập để đổi hướng dòng chảy. Trung Quốc đã điều hơn 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng PLA Trung Quốc đem theo thiết bị, thuyền cano được điều động để giải cứu những người bị mắc kẹt trong trận mưa như chút nước tại nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam. Theo South China Morning Post, tính đến ngày hôm nay, số người tử vong trong trận mưa lũ ngàn năm có một ở Hà Nam đã tăng lên ít nhất 500 người và 2 triệu người phải sơ tán. Trước tình hình Trung Quốc nổ tung hàng loạt các tòa nhà chọc trời, các phương tiện truyền thông địa phương của Trung Quốc đã mô tả đây là trận mưa lũ nghìn năm có một. Số liệu thống kê chính thức cho thấy đây là trận mưa lũ lịch sử lớn nhất trong 60 năm qua ở tỉnh Hà Nam, khiến cho Tập Cận Bình phải đưa ra chính sách quá ác nghiệt mà không hề thông báo cho người dân. Vào ngày 27 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt cảnh báo người dân về tình trạng mất an toàn nghiêm trọng mới nhất tại hồ chứa Xiao Long Bao, yêu cầu sơ tán ngay lập tức. Vài giờ sau, Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc thông báo sơ tán nhân viên khỏi các con đập gần khu vực hồ chứa do nước dâng cao quá nguy hiểm. Hoạt động thông tin liên lạc của hồ chứa Xiao Long Bao đã bị gián đoạn do sóng yếu và không có điện. Khoảng 3.000 người cũng đã thiệt mạng do chính sách nổ tung các tòa nhà của Trung Quốc trước mưa lũ kinh hoàng. Theo giới chức trách, họ đã dùng 950 kg thuốc nổ để đánh sập tòa nhà 41 năm tuổi và một khu vực có bán kính 250 m cũng đã được phong tỏa quanh các tòa nhà trước vụ nổ. Hiện nay, mọi người đã bị cấm vào thành phố xung quanh khu vực này vào ban đêm. Theo giới chức trách, mới đầu chỉ định phá hủy dần các tòa nhà, nhưng sau đó họ đã thay đổi quyết định khi người dân phải đối mặt với việc phá hủy ầm ĩ kéo dài. Sau khi tòa tháp cũ bị phá hủy, hai tòa tháp văn phòng mới sẽ được xây dựng lên tại cùng vị trí. Trong thời gian gần đây, khi con đập Tam Hiệp của Trung Quốc liên tục phải hứng chịu áp lực sau tình trạng mưa lớn vùi dập, gây ra tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Trung Quốc đã chứng kiến những trận mưa lũ lịch sử kèm bão lớn gây ra tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua. Cuối tuần trước, những đợt lũ mới đã hình thành thượng nguồn sông Dương Tử kèm theo mưa lớn ở hạ lưu do hàng loạt các cơn bão thay nhau đổ bộ vào Trung Quốc cũng gây áp lực lớn đối với con đập Tam Hiệp, khiến công trình thủy điện này mở cửa xả lũ vào hôm ngày 27 tháng 7. Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, đơn vị vận hành Tập đoàn Tam Hiệp cũng đã thừa nhận một số cấu trúc ngoại vi của công trình thủy điện lớn nhất Trung Quốc này đã bị cong vênh do áp lực của dòng nước. Cụ thể, tình trạng mà công ty điều hành gọi là biến dạng nhẹ đã xuất hiện từ ngày 28 tháng 5 sau khi đợt lũ từ các tỉnh thành Đông Nam, phía Tây Trung Quốc, vùng Tứ Xuyên, Trùng Khánh thuộc vùng thượng lưu của sông Dương Tử đã đạt lưu lượng kỷ lục 65.000 m3 trên giây. Ngoài ra, một số hình ảnh về những lần đập xả nước gần đây hay hình ảnh chụp vệ tinh cho thấy con đập này đã biến dạng được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội, đã dấy lên nhiều ý kiến lo ngại về độ an toàn của con đập này. Theo thống kê Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến ngày hôm nay, khoảng 47 triệu người ở 20 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, gây ra thiệt hại trực tiếp về nền kinh tế hơn 80 tỷ nhân dân tệ. Khoảng 28.000 ngôi nhà cũng đã bị sập,
hàng chục ngàn người phải sơ tán và ít nhất 2.410 người đã thiệt mạng và mất tích trong các trận lũ lụt. Tuy nhiên, nếu như con đập Tam Hiệp bị vỡ, con số thiệt hại sẽ còn kinh khủng hơn thế. Đập Tam Hiệp được xây dựng từ những năm 1994 đến năm 2006. Công trình thủy điện này trị giá 31 tỷ đô la đã khiến cho 1,4 triệu người phải di dời. Một vấn đề kinh niên mà Trung Quốc phải đối mặt từ thời cổ đại là lũ lụt lưu vực sông Dương Tử đóng góp gần 50% tổng sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc. Và con sông này cũng trải qua nhiều thành phố lớn, trong đó bao gồm thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân sinh sống. Trong trường hợp mưa lớn tiếp diễn và những con đập nhỏ hơn lâu năm hơn, kém an toàn hơn ở khu vực thượng nguồn sông Dương Tử bị tràn và vỡ, thì con đập này sẽ phải chịu áp lực rất lớn, sẽ gây ra thảm họa vô cùng thảm khốc đối với Trung Quốc. Nếu như con đập bị vỡ, nó sẽ là khoảnh khắc Chernobyl của Trung Quốc. Dòng nước như một trận sóng thần, nó sẽ quét sạch hàng triệu hecta đất canh tác mùa vụ, hàng trăm triệu người sẽ bị lũ cuốn đi, cùng với đó là nguy cơ xảy ra nạn đói và bệnh tật. Đập Tam Hiệp là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới. Do đó, việc đập này bị vỡ có thể gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Những thành phố có hàng triệu người dân sinh sống ở khu vực hạ nguồn của sông Dương Tử có thể trở thành những vùng đất mà con người không thể sinh sống và con số thương vong sẽ không thể thống kê nổi. Trung tâm sản xuất của Trung Quốc và tuyến đường vận chuyển hàng hóa dọc sông Dương Tử, con sông chảy ra biển Đông cũng sẽ bị lũ lụt ở hạ nguồn sông làm ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể dẫn đến tình trạng gián đoạn kinh tế trầm trọng trong nội địa Trung Quốc và cả nước ngoài. Đến nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa đích thân đến thị sát đập Tam Hiệp. Có thể là ông vẫn tin tưởng vào kỹ sư và chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc, tin tưởng rằng công trình thủy điện này có thể chống chọi được với cuộc sống hiện tại. Nhưng rõ ràng không ai muốn đập Tam Hiệp gặp sự cố bởi thời gian qua đã có quá nhiều điều kinh khủng diễn ra với nhân loại. Thưa quý vị, chấn động sáng nay, Mỹ ném bom nổ tung tàu ngầm tàng hình của Trung Quốc, Tập Cận Bình họp khẩn quân ủy Trung ương. Ngụy Phượng Hòa xin được thân chinh tham chiến. Theo đó, liên quan đến tình hình xung đột tại Biển Đông, khi vào khoảng 11 giờ trưa ngày 29 tháng 7, Mỹ đã bắn tan xác một chiếc tàu ngầm được cho là có khả năng tàng hình của Trung Quốc bởi chiếc PA-8, một loại máy bay chặn và tiêu diệt tàu ngầm hiện đại nhất hiện nay của Hải quân Hoa Kỳ. Việc này đã dẫn đến việc Trung Quốc đã cho tấn công đáp trả vào tàu sân bay của Mỹ đang vận hành trên hành trình đi vào Biển Đông. Nhưng điều đó đã bị Mỹ vô hiệu hóa, ngăn chặn kịp thời. Diễn biến vụ việc như thế nào, xin mời quý vị đón nghe bản tin mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, sau khi Mỹ đưa ra tuyên bố bác bỏ hầu hết chủ quyền của Trung Quốc tự xác lập trên Biển Đông, Trung Quốc vô cùng tức giận và có những động thái thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của mình đối với Hoa Kỳ. Như lời của bà Hoa Xuân Oánh, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu Mỹ muốn khuấy động rắc rối thì hãy để bão tố mạnh hơn nữa, hay là việc Trung Quốc tuyên bố sẽ hủy diệt tàu sân bay của Mỹ trên Biển Đông. Trên thực địa, Trung Quốc cũng không ngừng có các động thái khiêu khích trong mấy ngày gần đây. Trong khi Mỹ đã điều một nhóm tàu sân bay tác chiến trên đường trở lại Biển Đông để tiếp tục tập trận nhằm đối phó với các cuộc xung đột có thể xảy ra. Khi Mỹ bác bỏ mọi chủ quyền của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc nên chấm dứt thói bắt nạt của mình và kiềm chế các hành động khiêu khích gây bất ổn trong khu vực. Trong một diễn biến có liên quan, thì ngày 29 tháng 7, 4 chiếc tàu ngầm Trung Quốc đã thể hiện động thái khiêu khích khi cố ý chặn hành trình di chuyển của tàu sân bay Nimitz của Mỹ đang tiến vào Biển Đông để tổ chức phối hợp tập trận với nhóm tàu tác chiến sân bay Logan Son. 4 chiếc tàu ngầm này đã bị 2 chiếc tàu máy bay săn ngầm của Mỹ phát hiện từ xa. Vì để theo dõi các tàu ngầm tiên tiến của Trung Quốc, Hải quân Mỹ gần đây thường cho máy bay PA-81 liên tục hoạt động trên vùng Biển Đông, Biển Hoa Đông, eo biển Đài Loan với vai trò là máy bay giám sát công nghệ cao, hoạt động như một phần của chiến lược ngăn sự hiện diện của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, thậm chí hoạt động như một động thái gian đe chống lại hạm đội tàu ngầm, tên lửa đạn đạo, vũ trang hạt nhân đang phát triển của Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc đã mở rộng phạm vi ra ngoài Thái Bình Dương như một phần của nỗ lực hữu hình để trở nên lớn mạnh hơn. Theo các báo cáo tin tức, sự tồn tại của tên lửa đạn EG-2 và EG-3 làm tăng áp lực lên Mỹ. Theo Trung tâm Hàng không và Tình báo Quốc gia Mỹ, Trung Quốc đã triển khai đến 48 tên lửa EG-2 phóng tên lửa tàu ngầm với khoảng 7.200 km. EG-2 có khả năng ảnh hưởng đến một số khu vực. Mỹ triển khai quân đội mỗi khi tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo khởi hành một cuộc tuần tra hạt nhân chiến lược.
Về phía Mỹ, PA-81 không chỉ có tốc độ khoảng 900 km/h và 6 thùng nhiên liệu bổ sung liên tục, còn cho phép nó tìm kiếm trên những vùng biển rộng hơn và dành nhiều thời gian hơn để tuần tra các khu vực có nguy cơ cao. Các nhà phát triển hải quân giải thích rằng nó có thể hoạt động trong các nhiệm vụ kéo dài 10 giờ ở phạm vi tới 1.200 hải lý, có khả năng định vị tốt, có thể bao quát các khu vực tàu rộng lớn trong việc tìm kiếm tàu ngầm mang tên lửa của Trung Quốc. Đây là một biến thể quân sự hóa của Boeing 737, bao gồm các trạm vũ khí, ngư lôi 129 hệ thống sonar và một trạm tiếp nhiên liệu trên máy bay, cùng các tầm bắn xa với nhiều lựa chọn tấn công khác nhau. Bên cạnh radar giám sát FM-10 và camera quang điện tử chống ngoại SIMIT được tối ưu hóa để quét bề mặt đại dương, Sonar Boy có thể tìm thấy các tàu ngầm ở các độ sâu khác nhau bên dưới bề mặt máy bay giám sát. Có thể hoạt động trong mạng lưới săn tin, tìm tàu ngầm rộng hơn bao gồm tàu mặt nước tổng hợp và báo mục tiêu di chuyển trên mặt đất. Sonar Boy có thể chuyển năng lượng âm thanh từ nước thành tín hiệu vô tuyến để gửi đến bộ xử lý hệ thống máy tính. Loại máy bay săn ngầm hiện đại của Mỹ có vận tốc cực đại 907 km/h, vận tốc hành trình là 815 km/h, tầm bắn là 2.200 km. Máy bay có trang bị vũ khí, ngoài các tên lửa và ngư lôi cùng hệ thống điện tử radar quét bề mặt. Thưa quý vị, sau khi phát hiện, gửi thông điệp cảnh báo yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc khiêu khích, tiếp cận tàu sân bay của Mỹ và nhanh chóng rời khỏi khu vực. Nhưng phía Trung Quốc vẫn bất chấp. Cuối cùng, Mỹ đã ra lệnh bắn 4 tàu tên lửa và 4 ngư lôi, được bắn ra từ 2 chiếc máy bay P-8 của Mỹ chỉ trong vòng 1 phút, đã làm chiếc tàu ngầm lớp 2094 tan thành nhiều mảnh vụn và chìm xuống biển sâu, mang theo khoảng 40 thủy thủ. Trên 3 chiếc tàu còn lại ngay lập tức đã phóng ra hàng loạt tên lửa hành trình, khoảng hơn 20 quả về phía tàu của Mỹ, nhưng tất cả đều bị hệ thống đánh chặn của nhóm tàu tác chiến bảo vệ. Tàu sân bay của Mỹ vô hiệu hóa cho nổ tung ở một địa điểm cách đó 5 hải lý, nhờ vào hệ thống dẫn đường được định vị bằng vệ tinh. Chỉ duy nhất có một quả bắn trượt mục tiêu khi sượt qua thân của chiếc tàu hộ tống của Mỹ đang bảo vệ tàu sân bay. Vụ đụng độ làm cho người ta liên tưởng giống như một bộ phim hành động của Hollywood. Sau khi tàu tấn công bị thất bại, 3 chiếc tàu còn lại đã vội quay đầu bỏ chạy. Trong khi Mỹ chỉ muốn dùng đòn răn đe đối với các hành động hung hãn của Trung Quốc và để chứng tỏ sức mạnh của Hải quân Mỹ không chỉ chiến đấu võ mồm. Sự cố mới nhất này làm cho Tập Cận Bình run sợ và phải cân nhắc tới các hành động của mình trong tương lai. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!